bạn, chào mừng các bạn đến với Làm Như Thế Nào. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc bức thiệp handmade kỳ đơn giản. Trên cơ sở của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thiệp theo phong cách kirigami. Kirigami là một nghệ thuật cắt giấy của Nhật Bản. Và hôm nay thì mình sẽ khởi đầu thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn những bước cơ bản nhất. Và dần dần thì chúng ta sẽ trở lên, sẽ thực hiện làm những bức thiệp khác, hoành tráng hơn, đẹp hơn. Thì để làm được bức thiệp này, chúng ta cần chuẩn bị một số dụng cụ như sau. Thứ nhất thì chúng ta cần chuẩn bị giấy màu. Rất quen thuộc đối với các bạn làm đồ handmade thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có các loại giấy màu để làm thiệp. Như đây thì mình có rất là nhiều loại, thì các bạn có thể thấy ở đây. Trên giấy thì sẽ có các hoa văn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai tấm trước, một tấm màu xanh và một tấm màu cam. Tiếp theo đó là một dao gọc giấy, còn một số các loại dao chuyên dụng khác. Bút chì, mình sẽ sử dụng bút chì kim và thước, dụng cụ rất đơn giản đúng không ạ? Cùng với đó thì các bạn nên sử dụng keo để dính. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực hiện. Bước đầu việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ vẽ hình. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ hình lên tấm màu xanh trước. Như các bạn có thể thấy ở bức thiệp của mình thì mình sẽ tạo hình một cây và hình một cô bé đang đứng ở đây. Nếu các bạn đầu tiên phần cắt giấy thì các bạn có thể download các bộ kit của Kirigami về để cắt, và các bạn in ra để cắt. Ở đây thì mình sẽ tạo sẵn một bức hình nhanh để các bạn có thể tự vẽ được. Như vậy là bức hình của mình đã được tạo xong. Và tiến theo thì phần tiếp theo là chúng ta tiến hành cắt. Phần cắt thì các bạn nên chú ý phần dao của chúng ta là phần dao nhọn, cần phải rất là sắc để tạo lên những vết cắt đẹp. Như vậy là mình đã cắt xong. Các bạn sử dụng thước để gấp phần viền của tờ giấy. Như vậy các bạn có thể thấy tấm thiệp handmade của chúng ta đã hoàn thành. Phần tiếp theo thì các bạn chỉ việc đổ keo để cố định phần trong và ngoài của tấm thiệp. Thì tấm thiệp của chúng ta sẽ gấp lại một cách rất là bình thường. Và khi mở ra thì chúng ta sẽ được hình ảnh rất là ngộ nghĩnh bên trong. Các bạn có thể tận dụng việc này để tạo lên rất nhiều các chi tiết khác nhau.